Thưa quý vị, chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của một số hộ dân ở Diễn Châu, Yên Thành về việc chậm hỗ trợ kinh phí tiêu hủy gia súc bị bệnh, khiến bà con gặp khó khăn trong việc tái đàn. Và phóng viên của chuyên mục đã về địa phương để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Tháng 9 năm 2021, đàn lợn 16 con với trọng lượng trên 1 tấn của gia đình ông Đinh Văn Đồng ở xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu bị tiêu hủy do mắc bệnh tả châu Phi. Sau khi bị tiêu hủy, gia đình ông đã tiến hành khử trùng tiêu độc và có thể tái đàn. Tuy nhiên do thiếu vốn nên đến nay dãy chuồng lợn này vẫn còn bỏ trống. Đến bây giờ thì cũng chưa thấy cái hỗ trợ của nhà nước, cho nên là về cái tái đàn thì nó cũng hơi khó. Kiến nghị với nhà nước là nên hỗ trợ cho những gia đình có dịch tả lợn châu Phi để cho các cái hộ nông sớm có nguồn vốn để tái đàn lại. Còn với gia đình ông Lại Như Hoa, chăn nuôi là một nghề mang lại thu nhập cao, nên sau khi đàn lợn bị tiêu hủy, gia đình ông đã phải vay mượn vốn để tái đàn. Tuy nhiên do thiếu vốn nên gia đình cũng chỉ nuôi vài ba con để khỏi bỏ trống chuồng. Dù mà trên mà chưa có cái hỗ trợ thì vấn đề tải đan, tìm nguồn tải đan để mua con giống thì cũng rất khó khăn. Bởi vì là người nông thì không biết làm gì. Đó, thì thu nhập chính thì cũng ít. Mà muốn là nhà nước sớm có hỗ trợ được cái bò chết ấy, thì để mà em thêm vốn em mua mềm nuôi. Trong 2 năm qua, diễn biến dịch bệnh trên đàn vật nuôi khá phức tạp. Ngoài dịch tả châu Phi trên đàn lợn, thì bệnh viêm da nổi cục khiến cho đàn trâu bò bị ảnh hưởng. Trong 2 năm 2021-2022, toàn tỉnh đã có 31.000 con lợn và 2.400 con trâu bò bị tiêu hủy vì hai loại dịch bệnh trên. Từ năm 2021 đến nay, nhà nước vẫn chưa thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh phải tiêu hủy. Không có hỗ trợ thì người chăn nuôi không bảo dịch mà họ giấu dịch rồi bán chạy gia súc gia cầm, cho nên là mầm bệnh nó phát tán trên diện rộng. Không có hỗ trợ thì thực ra con trâu con bò vẫn là đầu cơ nghiệp, cho nên là người chăn nuôi không có điều kiện để tái đàn, để tái sản xuất, để mà phát triển chăn nuôi. Khi mà chưa có chính sách hỗ trợ thì theo đó thì không có cái chính sách để hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch tại địa phương. Chính sách hỗ trợ ra để hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất sau khi dịch bệnh được kịp thời. Tuy nhiên thì đến qua 2 năm đến thời điểm hiện nay chưa được hỗ trợ, nên là cái nguồn vốn để phục vụ cho cái tái đàn, phục vụ tái sản xuất của người dân thì cũng gặp rất nhiều kia khó khăn. Đề nghị ủy ban tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp cũng như chính phủ sớm có cái giá cũng như là có cái chính sách hỗ trợ để hỗ trợ kịp thời cho người dân tái phục vụ tái sản xuất. Chăn nuôi hiện đang là mũi chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Việc chậm hỗ trợ cho hộ dân có gia súc bị bệnh phải tiêu hủy khiến cho người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong việc tái đàn và phòng chống dịch bệnh. Vì thế, hàng chục nghìn hộ chăn nuôi đang mong chờ nhà nước sớm triển khai chính sách này để hỗ trợ cho người chăn nuôi. Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số điện thoại 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.